Hello, chào các bác đang xem kênh của Khang Phố Đại Audio nhé. Hôm nay có một chiếc video rất là nhỏ thôi, em chia sẻ một cái điều đơn giản, ngắn thôi ở trên cái con mixer này. Đấy chính là lưu ý về khi chúng ta tắt nguồn của mixer sau khi chúng ta đã sử dụng xong. Bởi vì những cái con mixer analog đơn thuần thì chúng ta chỉ tắt bật ở phía sau, đúng không ạ? Chúng ta tắt đúng tuần tự, chúng ta tắt hết các thiết bị ở cuối như cục đầy, rồi lúc đấy chúng ta mới tắt mixer, đúng không ạ? Thì con mixer này nó cũng thế, nhưng mà nó sẽ khác đi một tí là bởi vì nó là kiểu dòng mixer số, thì nó cũng sẽ một phần nào đấy nó giống như laptop của chúng ta, đúng không ạ? Các cái máy tính thì chúng ta nó sẽ thêm một cái bước nữa, nó rất là đơn giản, nó ngắn thôi. Nhưng mà em nghĩ là chúng ta nên tắt nó theo đúng như nhà sản xuất người ta đã cài đặt, thì lúc đấy là mixer của chúng ta nó sẽ được bền bỉ hơn, nó an toàn hơn, đúng không ạ? Thì tất nhiên cũng chưa ai chứng minh được là tắt ngang và bật ngang thì cái mixer nó nhanh hỏng cái gì đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta suy luận, ví dụ như mixer nó đang sử dụng bình thường, đúng không? Tất cả cái phần mềm nó đang hoạt động, bởi vì trong những mixer này thì nó có rất là có nhiều những thứ giả lập, đúng không ạ? Effect giả lập rồi là equalizer, nó kiểu là bản số, đúng không ạ? Thì tất nhiên nếu chúng ta mà tắt được đúng tuần tự thì nó sẽ tốt hơn. Nếu các bác thấy yêu mến bọn em thì cho bọn em một like nhé. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Đây, các bác nhớ bấm vào setup này. Khi chúng ta sử dụng xong rồi chúng ta bấm vào setup này. Đó, chúng ta bấm vào setup. Thì ở bên cái góc trái màn hình đấy các bác thấy đúng không ạ? Thì nó sẽ có... Đây, nó sẽ có một cái chức năng gọi là shutdown này, đúng không ạ? Ở phần này thì đôi lúc khi mà chúng ta update những cái firmware mới cho cái mixer, đúng không ạ? Bởi vì nó là dòng mixer số cho nên là nhà hãng người ta sẽ cho update thường xuyên, đúng không ạ? Khi nào mà nó có những cái bản update mới thì nhà hãng người ta sẽ cung cấp cho chúng ta trên cái trang web chính của dòng này. Đối với con mixer em đang sử dụng đây thì em cái version của nó em đang sử dụng đấy là 4.06, cái phiên bản rất là mới. Chúng ta nhìn ở đây là biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhìn ở đây nó có cái gì đấy nó khá là chuyên nghiệp chuyên nghiệp hơn cái version cũ. Đây nhá các bác nhá, chúng ta quay trở về với chủ đề là để tắt mixer. Khi bật thì chúng ta chỉ bật mỗi công tắc ở phía sau đơn giản rồi, nhưng mà khi tắt thì chúng ta nên làm thêm một bước nữa các bác nhé. Đây, em làm lại nhá, các bác nhớ bấm vào setup này, bấm vào setup đấy thì nó sẽ hiện lên luôn. Đây chúng ta chỉ cần sử dụng những nút chọn bên tay trái ngoài cùng mà góc màn hình này. Đây chúng ta bấm, thì lúc này ở trên màn hình nó sẽ báo cho chúng ta là bạn có thể tắt cái nguồn mixer này, hoặc là bấm nút home để trở lại trạng thái bình thường, trở lại hoạt động, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta sau khi chúng ta bấm như này rồi, nó báo như này rồi, chúng ta có thể rút điện hoặc là tắt cái nguồn ở phía sau, hoặc chúng ta chỉ cần tắt mỗi cái thiết bị quản lý nguồn điện, đúng không ạ? Đấy, hoặc là chúng ta nếu mà chúng ta không muốn chưa muốn tắt thì chúng ta lại bấm nút home này để chúng ta tiếp tục hoạt động. Còn khi chúng ta bấm như thế này rồi, đúng không ạ? Nó đã hiện lên cái chữ này rồi thì tất cả các cái chức năng ở trong này nó đều dừng hết. Ví dụ như chúng ta đang mở nhạc, chúng ta đẩy cái fader lên nó cũng không có tác dụng gì hết. Nếu mà cái dòng chữ này nó đang hiện như thế này, chúng ta đẩy fader, giảm fader nó không có một tác dụng gì cả. Nó giống như kiểu đang khóa lại như thế luôn đấy các bác. Thì sau khi chúng ta bấm lên và nó hiện lên cái dòng chữ như thế này rồi thì chúng ta chỉ có việc tắt ở phía sau thôi. Nó rất là an toàn đấy không? Đấy, như thế thì nó sẽ giúp cho cái mixer của chúng ta nó sẽ an toàn hơn, đúng không ạ? Bởi vì ở trong này nó có những cái bộ nhớ rồi là có sao card, nói chung là rất là nhiều thứ. Chúng ta xem nó giống như một cái laptop, một cái máy tính, thì chúng ta tắt thì chúng ta sẽ tắt đúng tuần tự các bác nhé. Đấy, ở cái video hôm nay em chia sẻ các bác ngắn như thế này thôi. Hy vọng là các bác sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ Khang Phố Đào Audio các bác nhé. Và một điều cuối cùng nữa là xin chúc các bác có thật nhiều sức khỏe để chúng ta vượt qua cái mùa dịch này một cách an toàn các bác nhé. Bây giờ thì em đang thấy ở rất nhiều nơi đang nới lỏng rồi, hy vọng là trong thời gian tới anh em mình sớm được gặp nhau. Chào các bác nhé, bye.